Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành nâng cấp SSD cho laptop. Thì mình sẽ tiến hành mở và hướng dẫn các bạn cách nâng cấp cụ thể nhất. Thì chiếc SSD mình sử dụng ở đây là chiếc SSD Samsung 860 EVO M2. Thì nào bạn nào quan tâm có thể xem cái sản phẩm, mình bỏ link mua bên dưới phần mô tả. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cho các bạn xem. Và chiếc máy tính mình nâng cấp ở đây á, là một chiếc máy tính Acer, thì cũng là mới, một sản phẩm mới của năm nay thôi. Đây là Acer Adrian A715 gạch ngang 72G 50NA. Đây là một chiếc máy gaming tầm giá rẻ nha các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo cái link mua mình cũng bỏ bên dưới luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cho các bạn xem. Thì cái việc nâng cấp cái chiếc máy tính Acer này nó cũng rất là đơn giản thôi nha các bạn. Thì cái clip này cụ thể là mình chỉ muốn cho các bạn xem nội thất bên trong của chiếc máy Acer này nó như thế nào thôi. Thì để đầu tiên các bạn mới nâng cấp á, thì các bạn phải mở cái hai cái phần là cái phần RAM và cái phần HDD ra trước đó. Thì hiện tại mình đang mở cái phần chứa RAM nha các bạn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ mở tiếp con ốc ở bên phần chứa HDD. Đó, thì nó sau khi mở ốc thì nó sẽ có, các bạn chỉ cần này nhẹ lên thôi thì nó có một cái khớp để dính với bên trong. Đó, thì các bạn thấy rõ cái phần RAM ở bên trong. Thì nó sẽ có hai khe RAM nha các bạn. Thì hiện tại máy nó đang gắn một khe RAM 8GB và nó còn trống một khe nữa. Thì tương tự các bạn cũng nảy nhẹ lên bên cho cái phần chỗ chứa HDD. Thì các bạn làm nhẹ tay thôi nha. Thì cứ từ từ nó sẽ mở ra thôi. Chứ các bạn này cũng mạnh quá nó sẽ dễ bị gãy. Đó, thì các bạn có thể thấy đây là cái phần ổ cứng HDD của chúng ta. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vặn bốn con ốc của HDD để các bạn hãy lấy luôn cái ổ cứng này ra ngoài trước khi các bạn mở cái nắp của cái laptop ra. À, thì các bạn cứ mở từ từ thôi. Thì cái dòng máy Acer A715 này thì đây là một dòng mới ra mắt năm 2018. Thì nó so với tầm giá những cái sản phẩm cùng cấu hình thì giá nó khá là mềm hơn so với những cái thương hiệu như là Acer hay là Dell. Thì cái điều đáng tiếc nhất ở cái máy này á, là nó không có sẵn SSD thôi. Thì các bạn phải nâng cấp thêm. Nếu mà nó có sẵn SSD thì giá nó sẽ phải cao hơn. Nên việc các bạn mua thêm một SSD gắn cho cái máy này là rất là cần thiết. Thì nó sẽ cải thiện tốc độ khởi động như là hoạt động đáng kể cho dòng máy này. Rồi, sau khi mở xong bốn con ốc thì các bạn chỉ cần nạy nhẹ lên. Các bạn nạy từ từ thôi nha. Vì cái phần này nó có một cái sợi cáp để kết nối dữ liệu với bo mạch chủ. Đó là cáp SATA 3 nha các bạn. Các bạn mở ra từ từ. Các bạn làm cẩn thận vì cái sợi này mình thấy nó khá là mỏng manh và dễ đứt. Đó, đây là ổ cứng 2.5 inch 1TB. Đây là ổ cứng của Toshiba nha các bạn. Đây là ổ cứng cơ tốc độ 5400 thôi, chuẩn cơ bản của laptop. Rồi thì sau khi mở xong ổ cứng và RAM thì các bạn chỉ cần vặn tất cả những con ốc còn lại và các bạn mở cái nắp máy ra thôi. Mình sẽ làm nhanh cái giai đoạn này. Thì trong cái lúc mở thì các bạn mở xong ốc thì các bạn chỉ cần nạy xung quanh những cái cạnh của cái máy. Các bạn nạy nhẹ nhẹ thì các bạn đi một vòng thì cái nắp nó sẽ tự bung ra thôi. Rồi sau khi nạy xong thì các bạn chỉ cần mở lên thì nó sẽ ra thôi. Còn đây là nội thất bên trong của cái chiếc Acer Adrian 7. Đó, đây là phần pin của nó nha các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Pin. Cái phần bên góc phải các bạn thấy cái đây là cái loa của nó. Và bên đối diện của nó sẽ có thêm một cái loa nữa. Đây là pin, pin dung lượng. Mình chưa thấy rõ pin dung lượng là 3200 nha các bạn.
32.000. Đó, đây là cái loa. Bên đây có thêm một cái loa nữa. Đó, chỗ đây là chỗ gắn RAM, có 2 cây RAM đây. Đây là hệ thống tải nhiệt. Đó, chỗ này là đây, đây là RAM, đây là hệ thống tải nhiệt. Còn cái chỗ mình đang chỉ đây là chỗ gắn SSD M2 nha các bạn. Đó, đây là hệ thống tải nhiệt. Đây là hệ thống tải nhiệt kép. Nó sẽ dẫn, đây là hai cái ống đồng. Nó phủ một lớp xăng đen bên ngoài, nó dẫn về hai cái quạt. Thì bên trong nó cũng không có gì gì, nó cũng khá là gọn gàng thôi. Đó, thì mình sẽ bắt tiến hành gắn SSD cho các bạn. Thì các bạn lưu ý là cái khe gắn SSD này đó là cái khe 2280, tức là các bạn mua SSD kích thước 2280 là gắn vô ok. Và bên trong của cái mainboard này nó đã có một con ốc cố định sẵn rồi. Thì các bạn chỉ cần mở con ốc và gắn vô và dặn lại thôi là xong. Đó, mình sẽ mở con ốc này ra. Sau đó mình gắn cái thanh SSD vào. Thì cái cổng này nó sẽ hỗ trợ cả M2 SATA và NVMe. Thì các bạn hãy mua hai cái chuẩn này đều gắn vô đây được. Rồi, mình sẽ gắn vào. Rồi, sau khi gắn xong thì các bạn chỉ cần vặn ốc lại thôi. Rồi thì sau đó mình sẽ tiến hành khởi động và vô BIOS để coi cái máy nó đã nhận chưa. Đó, thì các bạn có thể thấy đây nó đã nhận. Mình sẽ quay cận cảnh các bạn thấy nó đã nhận cái ổ cứng là Samsung SSD 860 EVO 250GB rồi. Rồi, vậy là hoàn tất quá trình nâng cấp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.